Rồi mình xin giới thiệu anh em ha, cái này là Mitsu. Mitsu 4 nha anh em. Mitsu 4. Mình cũng mới về về anh em. Máy này là cũng tuyệt vời luôn anh em. Mitsu 4. Mình cũng chưa chính xác là lọc máy thôi, anh em nào có biết thì có gì comment cho mình ha. Mình cảm ơn nhiều ha. Mình cũng chưa biết cái máy này lòng máy nè. Có như lòng nó như 78 nhiều quá anh em. Lòng như 78 gì nè. Mình cũng không gạch về máy này không ha anh em. Anh em nào biết thì có gì comment, mình cảm ơn nha. Về là mới chát luôn anh em. Đó, máy mình máy sạch trơn. Mua lửa là còn cắt mới luôn. Lon 8 này cắt mới luôn. Cắt mới luôn. Cái đời này nó có nọng nọng anh em. Có nọng. Cắt mới luôn anh em. Tại vì mình đang quay trời mưa, nó hơi tối nha anh em thông cảm nha. Em hơi khó coi chút anh em thông cảm nha. Mình quay trời mưa. Cái này cũng có tắt điện nữa nha anh em. Cái này tắt máy anh em tham khảo ha. Chấm lên cái nữa là thôi. Bây giờ mất tin lên anh. Rồi, hai cái dầu vào xuống. Dàn cháy luôn anh nha. Hạ xuống. Rồi anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình luôn ha. Máy này là mình có giá bán công khai luôn anh em. 15 triệu anh em ơi. 15 triệu. Mitsu 4. Con lửa nó còn chắc bông luôn anh em. Mitsu 4 15 triệu. Đó, khớp bè rồi. Rồi nghe luôn. Là mùa dịch mình bán thu hồi vốn anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu xài thì alo cho mình ha. 15 triệu anh em. Máy kênh này đàng hoàng anh em. Rồi, chào anh em.